Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị bạn quay trở lại với series video khóa học dành cho các cái cộng tác viên, những người bán hàng, những thành viên rất là quan trọng của Moiphone. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và là giảng viên, là một chuyên gia về Digital Marketing cũng như là kinh doanh online. Và bài học hôm nay tiếp theo trong cái chương trình của chúng ta, tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Digital Marketing và các cái chiến lược Digital Marketing quan trọng dành cho những người làm kinh doanh, những người bán hàng, để chúng ta có thể nắm được thông tin hơn. Và đầu tiên đó là tổng quan về marketing, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có rất nhiều các cái định nghĩa về marketing. Ví dụ như là marketing có nghĩa là market cộng với in, đúng không? Gọi là làm thị trường. Có thể hiểu nôm na đó là làm sao để bán được nhiều sản phẩm nhất, nhiều dịch vụ nhất và xây dựng được uy tín thương hiệu, tạo được cái sự bền vững cho khách hàng, và đó là cái quá trình phát triển thị trường. Đó, thì có những cái doanh nghiệp trước thì làm ăn tốt nhưng sau dần dần vắng khách, sau dần dần mất khách và sau dần dần không thể quay trở lại được với thị trường. Có những doanh nghiệp ban đầu thì hơi khó khăn một chút nhưng mà sau này thì lại làm ăn tốt, tốt lên và mở rộng được. Đó, và chúng ta liên tục mở rộng, đúng không ạ? Và những cái tập đoàn lớn trên thế giới, người ta chứng minh rằng là các doanh nghiệp có thể tồn tại, trường tồn hàng trăm năm. Đấy, thí dụ như là những cái doanh nghiệp ở Mỹ, doanh nghiệp ở châu Âu nó có thể trường tồn đến cả trăm năm. Còn ở Việt Nam thì thương mại điện tử cũng như là nền thương mại cũng mới phát triển được khoảng 30 đến 40 năm trở lại đây. Thì chúng ta cũng đang trong cái giai đoạn quá trình làm thị trường và phát triển. Cũng đã manh nha có những cái tập đoàn rất là thành công. Và có những người bán hàng online, cũng có những người làm mô hình kinh doanh rất là thành công, đúng không ạ? Vâng, thế thì theo ông Philip Kotler là một cái học giả rất là nổi tiếng về marketing hiện đại. Ông được mệnh danh là cha đẻ của marketing. Và hiện nay thì ông đang là giảng viên, giáo sư của Đại học Harvard. Thì ông cho rằng marketing là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng nhá. Các bạn nhớ tôi, nó là một quá trình chứ nó không phải là một công việc cụ thể, nó không phải là một sự vụ cụ thể. Từ thiết kế sản phẩm, từ chăm sóc khách hàng, từ bao bì nhãn mác, từ chất lượng dịch vụ, đúng không ạ? Từ thái độ phục vụ, tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Đem lại cảm giác, đem lại cảm nhận cho khách hàng thì đó đều được là làm marketing hết, đúng không ạ? Nó là một quá trình, process, nó không phải là một sự việc, không phải là một tình huống cụ thể. Đấy, và ông Kotler thì ông ấy đưa ra 7 cái chữ P kinh điển, đúng không? Đấy, đó là chiến lược về sản phẩm, chiến lược về giá, đúng không ạ? Chiến lược về quảng cáo và xúc tiến bán, chiến lược về kênh phân phối, chiến lược về con người, nhân sự, đúng không ạ? Chiến lược về xây dựng quy trình và tự động hóa, đúng không ạ? Và triết lý kinh doanh, đúng không ạ? Thì đấy là 7 cái chữ P mà Philip Kotler đưa ra. Thế còn theo ngài Donald Trump đã từng là tổng thống Mỹ, đúng không ạ? Thì ông cho rằng là marketing là một trong những hoạt động mà cung ứng các giá trị và giải pháp vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng nhá. Thế thì riêng đối với định nghĩa của Donald Trump thì các anh chị và các bạn nhớ giúp tôi, đó là vượt xa cái giá trị kỳ vọng của khách hàng. Thế thì những người bán hàng cho Mobifone, những người mà cung cấp dịch vụ cho Mobifone muốn thành công được, đúng không ạ? Thì các bạn phải làm thỏa mãn khách hàng. Thậm chí cao hơn nữa là các bạn phải cung cấp những cái giải pháp, những cái giá trị vượt xa sự kỳ vọng của họ. Hãy bám sâu vào những cái điều này. Thế là ok, đúng không? Và theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ thì marketing là các hoạt động, là tập hợp các cái tổ chức, các cái quy trình cho cái việc sáng tạo, kết nối, truyền thông, truyền tải thông điệp và trao đổi các cái yêu cầu có giá trị cho khách hàng, đối tác và rộng hơn nữa là cho cả xã hội. Và thế thì chúng ta là đi học bán hàng thì chúng ta cũng phải biết về marketing, bởi vì bán hàng là một cái hoạt động chủ đạo để kiếm tiền cho chúng ta, nhưng cũng là một cái hoạt động mà là marketing trực tiếp cho sản phẩm, và các hoạt động marketing khác cũng hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động bán hàng. Nếu không có marketing thì chúng ta không bán được hàng, không xây dựng được thương hiệu, nhưng mà không bán được hàng thì chúng ta cũng không có tiền để làm marketing, đúng không ạ? Khách hàng không trải nghiệm được sản phẩm thì không lấy đâu ra trải nghiệm, mà khách hàng nhận được những cái trải nghiệm tồi thì họ cũng sẽ không thể nào mà yêu thương, không thể nào yêu quý, không thể nào thỏa mãn được, đúng không? Đấy, thì đây là 7 cái chữ P của Kotler đưa ra thì tôi đã nói rồi. Đó, thế còn về Digital Marketing thì trong các bài học tôi đã nói và sau này tôi cũng sẽ nói các bạn về Digital Marketing rất là nhiều. Thì theo giáo sư Kotler thì Digital Marketing hay còn gọi là marketing điện tử, marketing kỹ thuật số, đúng không ạ? Là một cái quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, về giá bán, về phân phối và xúc tiến bán đối với sản phẩm, đối với dịch vụ,
và các ý tưởng để đáp ứng các nhu cầu của tổ chức, các cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet. Đấy. Thế thì chúng ta có thể làm bất cứ điều gì ở trên các phương tiện điện tử, ở trên Internet để mà thực hiện cái quá trình xúc tiến, bán, lập kế hoạch, nghiên cứu và phát triển, thỏa mãn cái nhu cầu khách hàng, tìm hiểu về nhu cầu khách hàng, đúng không ạ? Và lấp đầy các cái yêu cầu của khách hàng đều được. Đó. Thế tôi đã nói sơ bộ một chút về cái định nghĩa về Digital Marketing để cho các anh chị và các bạn nắm được và hiểu rõ hơn, đúng không? Thế còn Digital Marketing so với Traditional Marketing, hay còn gọi là Marketing Kỹ thuật số và Marketing Truyền thống, thì nó khác nhau cái gì? Đó, thì chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như trước đây chúng ta vẫn đi làm kinh doanh, làm marketing bằng những cái phương pháp thủ công, ví dụ như phát tờ rơi, ví dụ như là in quảng cáo trên tờ báo, trên tạp chí, trên truyền hình analog, đúng không ạ? Hoặc là gọi điện thoại đấy, bằng những cái máy điện thoại quay số, hoặc là chúng ta cũng sẽ phải đi đến từng nhà đấy, để chúng ta chào hàng. Thế thì ngày nay thì chúng ta có thêm những cái công cụ mới mà trước đây không có, và nó có những cái sự khác biệt nhất định, chứ nó không nhất thiết là cũ bây giờ là không còn hiện đại, không còn là phù hợp nhá. Traditional marketing vẫn rất phù hợp với nhiều ngành hàng, nhiều cái phương thức bán hàng. Thí dụ như các bạn là nhân viên của Mobifone, đúng không ạ? Các bạn là đối tác, là cộng tác viên của Mobifone, thì các bạn có thể cũng đi đến từng nhà, các bạn trò chuyện và các bạn tư vấn giải pháp. Còn digital marketing hay còn gọi là online marketing, nó chính là cái cách để cho chúng ta có thêm những công cụ và nó có thể tiếp cận được khách hàng ở trên mạng nhanh hơn, nhiều hơn, quy mô và số lượng lớn hơn, có đúng không ạ? Thí dụ như là chúng ta có thể thông qua Facebook, thông qua YouTube, thông qua Google, thông qua website, thông qua TikTok, thông qua Zalo, thông qua email, đúng không ạ? Và nhiều các nền tảng khác mà tôi đã giới thiệu cho các anh chị và các bạn. Hoặc là sau này tôi giới thiệu rất là nhiều các cái công cụ phù hợp với cái lĩnh vực kinh doanh của chúng ta. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải sử dụng các công cụ này và phát triển những cái công cụ này một cách có hiệu quả và ứng dụng nó trong công việc của chúng ta một cách rất là hoàn hảo, để giúp tìm kiếm khách hàng nhiều hơn, để giúp tăng được doanh số, để giúp được tăng được sự hài lòng của khách hàng, đúng không ạ? Thế thì trước đây ví dụ như chúng ta làm traditional marketing hay là kinh doanh truyền thống, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ mất nhiều công sức, mất nhiều thời gian hơn, tốc độ chậm hơn và khối lượng kiếm tiền thì cũng lâu hơn, đúng không? Nhưng với sự trợ giúp của digital marketing thì tốc độ chúng ta nhanh hơn, số lượng chúng ta lớn hơn, khả năng kiếm tiền của chúng ta nhiều hơn. Đó. Và khách hàng cũng biết được đến chúng ta với quy mô lớn. Đó. Thế thì cái chiến lược khôn ngoan mà các cái doanh nghiệp cũng như là các cái cá nhân làm kinh doanh, những người bán hàng mà có thể áp dụng, đó chính là chúng ta cần mix. Mix ở đây tức là chúng ta gọi là hỗn hợp, ấy, trộn lẫn. Ấy. Thế thì mix ở đây là mix online, mix digital với offline hay còn gọi là traditional, đúng không ạ? Tức là theo phương thức truyền thống. Đó, một cách phù hợp, hiệu quả. Mình cũng sẽ dồn ngân sách, dồn nhiều công sức cho digital marketing, chắc chắn rồi, chắc chắn là chúng ta phải làm như vậy, đúng không? Nhưng mình vẫn không bỏ qua một số những cái phương tiện truyền thống cụ thể. Đấy, truyền thống cụ thể. Thí dụ như là việc in phát tờ rơi, treo những cái tờ phướn, hay là chúng ta đi gặp khách hàng trực tiếp cũng vẫn rất là quan trọng, đúng không ạ? Đấy, hoặc là bây giờ chúng ta gửi email rất nhiều, thì khi mà chúng ta sử dụng thư, mà chúng ta gửi viết thư tay cho khách hàng thì nó lại là một cái gì đấy rất là trân trọng, là đáng quý. Đó. Vâng. Và chúng ta cũng thấy rằng là khi mà chúng ta tận dụng được digital marketing thì chúng ta sẽ có thể là tiếp cận được trên toàn quốc, đúng không ạ? Thậm chí là thị trường nước ngoài. Đó. Và offline thì nó cũng có những cái lợi thế nhất định. Đó. Thì một số những cái hình thức mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây so sánh một chút thôi, đúng không ạ? Ví dụ như là trong marketing truyền thống thì chúng ta gửi thư tay, thư trực tiếp, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng marketing online thì chúng ta gửi email xoẹt một cái là xong. Đấy, chúng ta sử dụng email, soạn email trên điện thoại hoặc là trên máy tính, đúng không? Đấy, thế thì tờ rơi quảng cáo, thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại quảng tờ rơi điện tử. Rồi thì các cái mã QR code để chúng ta quét, đúng không? Vào website, catalog, e-catalog, các cái tạp chí, magazine điện tử, sách điện tử, đó. Thế thì trong marketing offline thì chúng ta trưng bày sản phẩm hóa hình. Thế nhưng mà trong marketing online thì chúng ta lại sử dụng trình diễn các sản phẩm 3D. Hoặc là chúng ta sẽ quay video, chúng ta nói về nó cũng rất là tốt, đúng không? Đấy. Hoặc là chúng ta phải gặp khách hàng trực tiếp thì đây chúng ta có thể bán hàng trực tuyến, chat, tư vấn, video call, live stream, vân vân. Đó.
Và chúng ta thấy rằng thông qua các ấn phẩm quảng cáo, dạng là phải in ra các cái tài liệu, tiếng Anh nó gọi là printed media, tức là những cái vật phẩm, sách báo, tài nguyên quảng cáo hữu hình, đúng không? Thế còn ví dụ như là marketing online thì chúng ta phải gặp trực tiếp hoặc là gọi điện thoại bằng cách quay số. Còn bây giờ thì chúng ta có thể telesale bằng AI, telesale bằng công cụ, telesale bằng phần mềm. Đấy. Thế còn cửa hàng, cửa hiệu, đúng không ạ? Cửa hàng, cửa hiệu thì chúng ta cũng có thể là phải xây dựng các cái điểm bán, các cái chuỗi. Thế còn các cái website bán thương mại điện tử thì nó đã phù hợp với marketing online, các sàn thương mại điện tử, đúng không ạ? Các app, các website, các nền tảng Facebook, Zalo thì cũng có thể bán hàng. Đó là cái tôi lấy ví dụ cho các anh chị và các bạn. Thì tương tự như thế thì chúng ta cũng có rất nhiều cái như là truyền hình, quảng cáo, mạng lưới, sách báo, tạp chí, gửi SMS, tin nhắn. Thế nhưng mà đối với marketing online thì chúng ta có truyền hình trực tuyến, truyền hình trả phí, truyền hình theo yêu cầu. Thí dụ như Netflix, đúng không ạ? Thí dụ như là Apple TV, thí dụ như Amazon Video, vân vân. Chúng ta cũng có thể sử dụng các cái marketing affiliate hoặc là các cái sàn affiliate, đúng không ạ? Các cái network affiliate rất là tốt. Và chúng ta có thể sử dụng nhắn tin trên các cái nền tảng như WhatsApp, Telegram, Viber, rồi Messenger, đó, vân vân. Thì ngày xưa thì điện thoại của chúng ta thì chỉ để nghe, nhưng bây giờ điện thoại lại là một cái công cụ marketing cực kỳ mạnh, đúng không? Bởi vì nó gồm có xem được video trên YouTube, nghe được nhạc trên các nền tảng âm nhạc, xem được phim trên các cái app tải phim, đúng không ạ? Rồi thì sách báo, rồi thì truy cập web mạng xã hội cực kỳ nhiều, đó, tải được tài liệu để đọc. Vâng, ngày xưa thì khách hàng phải tự mua, đúng không ạ? Tự đi lấy hàng. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ giao hàng tận nơi rồi khiến cho khách hàng tự phục vụ rất là tốt, đúng không? Soạn cú pháp này, soạn cú pháp kia là sẽ làm được rồi. Đó. Thì đấy là một vài những cái phân biệt để các bạn có thể hình dung ra. Còn thực tế thì cái sự so sánh của nó thì nó cũng có rất là nhiều. Ngoài ra thì chi tiết thì các bạn có thể xem slide để biết rõ hơn. Rồi. Vai trò của digital marketing thì nó có rất nhiều các cái vai trò to lớn, đúng không? Quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và đối với người bán hàng hoặc là những người mà đang phục vụ cho hoạt động của Mobifone nói riêng. Chắc chắn rằng là các bạn hãy tin tưởng và nó có vai trò rất rất quan trọng và nó là một cái xu hướng không thể từ chối được, nên các bạn bắt buộc phải theo. Các bạn làm càng nhanh càng tốt, làm càng đa kênh càng tốt, các bạn đầu tư càng mạnh càng tốt thì công việc của các bạn sẽ rất 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 là thuận lợi. Đó. Rồi, cái tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể tiếp cận được thị trường mới, tập khách hàng mới, phương thức tiếp cận và tốc độ bán hàng như tôi đã nói, đúng không? Có thể nhắm chọn được cái tập khách hàng chính xác, đo lường dễ dàng, chi phí quảng cáo được tối ưu và minh bạch. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể có rất nhiều kênh để chúng ta phát triển được. Và chúng ta có thể nghiên cứu được khách hàng và tiếp thị khách hàng theo thời gian thực, đúng không? Gia tăng trải nghiệm, rồi gia tăng lòng trung thành của khách hàng và gia tăng mức độ thỏa mãn, dễ dàng triển khai trên nhiều nền tảng. Đấy. Thì các bạn thấy đấy, thì có rất nhiều những cái câu chuyện thành công mà chúng ta cần quan tâm, đúng không? Và Mobifone hiện nay cũng đang chuyển đổi số rất là mạnh và cũng là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số. Và các bạn đang được học đào tạo như thế này cũng là đào tạo trực tuyến. Đấy. Phương thức là thầy Phan Anh đang giảng bài và nghĩ rằng là đang dạy cho các anh chị các bạn, các bạn có xem. Thì chúng ta có thể kết hợp và ứng dụng rất 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 nhiều các ý tưởng để bán hàng, ý tưởng để chăm sóc khách hàng, ý tưởng để phục vụ khách hàng. Và hoàn toàn có thể là áp dụng được bất kỳ một cái công cụ nào mà các bạn nghĩ rằng là cần đến thì ở trên mạng cũng đều đã có rồi. Tiếp theo là cái phần chiến lược về digital marketing thì chúng ta nên làm gì. Trước đó thì nó có một cái phần là những cái landscape, tức là những cái tổng quát về digital marketing tại Việt Nam thì tôi bỏ qua, các bạn có thể tự nghiên cứu bằng cách search từ khóa là Digital Landscape in Việt Nam 2022 thì sẽ ra những cái file như vậy. Sau đây thì phần tiếp theo là tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn về chiến lược của digital marketing dành cho doanh nghiệp cũng như là dành cho những người bán hàng và cộng tác viên của Mobifone với tư cách là một nhà mạng, một nhà cung cấp dịch vụ số, một nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số. Đấy, thì tôi được biết là cũng có rất nhiều các dịch vụ và tôi cũng đã có cái cơ hội để tìm hiểu. Thế thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đầu tiên thì chiến lược là gì, đúng không? Thì chiến lược là tập hợp của các cái quyết định về mục tiêu,
dài hạn và các cái biện pháp, các cách thức, con đường để đạt được cái mục tiêu đó. Đấy, con đường nhá, các quyết định này về mục tiêu này, và mục tiêu này phải dài hạn đúng không ạ, và các cái biện pháp, các cách thức, cái con đường để đạt được mục tiêu đó. Đó thì đấy là khái niệm chiến lược, và chúng ta cũng không cần quan trọng lắm, nhất là chúng ta là các cá nhân thôi, thì chúng ta chỉ quan tâm đến kế hoạch, mục tiêu của công việc đúng không. Mục tiêu là cái thứ mà chúng ta muốn đạt được. Ví dụ như tôi nói là mục tiêu của tôi là phục vụ 1.000 khách hàng, mục tiêu của tôi là doanh số là 1 tỷ một tháng, mục tiêu của tôi là kiếm 100 triệu tiền lời. Đó thì nó có ba cái cấp chiến lược, đấy là cấp chiến lược công ty, cấp chiến lược đơn vị kinh doanh và cấp chiến lược đơn vị chức năng. Đó thì ở cái phần của chúng ta thì hầu như là chúng ta chỉ quan tâm đến cái cấp chiến lược của đơn vị kinh doanh và đơn vị chức năng thôi. Đấy, còn công ty có chiến lược của công ty, tập đoàn Mobifone đúng không ạ, sẽ có chiến lược của tập đoàn mẹ cũng như là của tổng công ty Mobifone, sau đó là các cái tỉnh đúng không, sau đó là đến các huyện, và sau đó là đến những cái cộng tác viên, những cái đại lý bán hàng của Mobifone. Đấy, thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến những cái cấp đơn vị kinh doanh đúng không, thì chúng ta sẽ làm trả lời những câu hỏi là làm thế nào để bán được hàng hiệu quả, làm thế nào để chăm sóc khách hàng, làm thế nào gia tăng được doanh thu đó, và làm thế nào để tôi cạnh tranh được với công ty khác, làm thế nào để tôi cạnh tranh được với những người bán hàng khác, với những cái thương hiệu khác đúng không. Và cái cấp chức năng thì làm thế nào để tôi vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí thấp mà lại vẫn đạt được những cái mục tiêu mà tôi đã đề ra. Thế thì theo ông Michael Porter là một trong những cái học giả về lĩnh vực cạnh tranh nhá, ông Kotler là về marketing, còn ông Porter là về cạnh tranh, thì ông mới đưa ra ba cái chiến lược cạnh tranh chính đúng không ạ. Chúng ta phải cạnh tranh bằng chi phí, tức là thằng nào rẻ hơn mà chất lượng vẫn như vậy thì là rất tốt nha. Cạnh tranh bằng chi phí không có nghĩa là chi phí của chúng ta thấp và chất lượng của chúng ta tồi. Nếu cạnh tranh bằng chi phí theo cách là chất lượng của chúng ta rất rất thấp, chúng ta cắt giảm chi phí để và bằng cách là cắt giảm chất lượng, bằng cách là cắt giảm dịch vụ, thì chúng ta đang rất sai lầm. Mà ở đây là gì, là chúng ta phải cạnh tranh bằng chi phí bằng cái cách là chúng ta phải nâng cao hiệu suất đúng không ạ, chúng ta phải tối ưu hiệu suất kinh doanh, chúng ta phải sử dụng những cái mô hình kinh doanh mới đúng không. Và thứ hai nữa là chúng ta phải cạnh tranh bằng sự khác biệt hóa. Khác biệt hóa thì ví dụ thằng này có cái này nhưng mà mình phải có cái khác, mình phải tốt hơn đúng không ạ, mình phải rẻ hơn, mình phải đẹp hơn, mình phải khác biệt hơn đó. Ví dụ như là iPhone ấy, chúng ta thấy là tại sao người ta vẫn làm cái tay thỏ mà trong khi đó thì những cái đơn vị khác thì người ta đã làm sang cái hình thức khác rồi, thế nhưng mà cái tay thỏ đấy là nó là một cái nhận diện thương hiệu của iPhone, và bây giờ thì người ta đổi mới, bắt đầu người ta lại chọn là cái hình viên thuốc đúng không. Đấy, rồi thì cái camera đúng không, lâu lâu thì nó ba màn ba này ngày kia lại bốn, rồi nó xoay trái xoay phải, nó thay đổi rất nhiều đấy. Và cuối cùng đấy là chúng ta sẽ cạnh tranh bằng thị trường ngách. Đấy, thì chúng ta có thể chọn một trong số những cái chiến lược cơ bản như vậy. Thế còn thực tế thì nó có rất nhiều các cái chiến lược cạnh tranh khác nhau, tùy vào doanh nghiệp và năng lực của công ty thì chúng ta làm. Đấy là lý thuyết nói chung. Thế còn bây giờ về digital marketing thì nó có những cái chiến lược gì trong digital marketing? Thì đầu tiên đó chính là chiến lược đa kênh tích hợp, tức là chúng ta phải phát triển nhiều kênh. Đấy, từ social media rồi đến cửa hàng, cửa hiệu, cộng tác viên rồi đại lý đúng không ạ, rồi thì các cái nền tảng trên mạng xã hội, rồi thì các cái nền tảng website, các nền tảng trả phí, các nền tảng không trả phí, app của mình vân vân. Và tất cả những cái nền tảng này nó phải được tích hợp vào nhau và nó phải được thông suốt với nhau. Đấy, và nó phải, tiếng Anh nó gọi là seamless, tức là nó phải thông suốt và nó phải xuyên suốt, nó nhất quán đúng không, seamless. Còn omnichannel là nó ngụ ý ở đây là nó đi qua tất cả các kênh và cảm nhận và trải nghiệm của khách hàng của các kênh là như nhau, là rất quan trọng trong cái chiến lược này. Thì đối với một người bán hàng như các bạn thì các bạn cũng cần làm như vậy cho tôi, các bạn cũng phát triển các kênh cho tôi đúng không. Thứ hai là các bạn cần phải có chiến lược cá nhân hóa, tức là với mỗi một cái sản phẩm và dịch vụ là như nhau nhưng mà chúng ta lại cá nhân hóa được đúng không ạ, chúng ta lại cá nhân hóa được, thế thì nó mới thú vị đúng không ạ. Thí dụ như là cái gói cước là dành riêng cho tôi đúng không ạ, hay là cái thương hiệu hay là cái bao bì đó thì có thể dành riêng cho tôi. Ví dụ như sản phẩm sim là Mobifone nhưng mà cái bao bì thì lại là Mobifone for Phan Anh,
Tức là chúng ta hãy tìm những cách nhỏ nhỏ nào đó để có thể cá nhân hóa các cái sản phẩm và dịch vụ cung ứng cho khách hàng, đúng không? Tiếp tục. Và chiến lược khác biệt hóa. Đấy, vậy thì chúng ta khác biệt bằng cái gì? Đấy, khác biệt bằng dịch vụ, khác biệt bằng chất lượng dịch vụ, khác biệt bằng sản phẩm, khác biệt bằng tư duy phục vụ khách hàng, hay là khác biệt bằng các cái chiến lược digital marketing, chiến lược cạnh tranh đó. Trả lời cho câu hỏi là chúng ta khác biệt hóa bằng cái gì? Và đối với một người bán thì cũng trả lời cho câu hỏi là tôi khác gì với những người bán hàng khác, và sản phẩm của tôi thì khác gì với các sản phẩm khác, và tại sao nên mua hàng của tôi mà không phải mua hàng của người khác, bởi vì dịch vụ của tôi rất là chu đáo, dịch vụ của tôi rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo đấy là chúng ta cũng phải cung cấp những cái dịch vụ cách thức để khách hàng tự phục vụ. Thì người ta gọi là chiến lược tự phục vụ hóa. Tự phục vụ tức là ví dụ như là bây giờ người ta muốn đăng ký gói cước thì đương nhiên là người ta phải tự soạn tin rồi, nó rất là tiết kiệm. Hay người ta không muốn đăng ký gói cước, người ta sẽ hủy, hoặc là người ta sẽ gọi điện liên hệ chat với mình để cung cấp các cái câu hỏi, giải đáp rồi dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nhưng ở trên những cái nền tảng có sẵn như email, như FAQ, như app, và tôi tin rằng là Mobifone cũng đang làm những cái việc này rất là nhiều rồi. Đấy, và càng ngày càng nó phải nâng cao hơn nữa, đúng không? Đấy, các bạn biết rằng là ví dụ như Facebook họ đang phục vụ khoảng 3,5 tỷ tài khoản và hàng chục triệu các nhà quảng cáo, thế nhưng mà nó đâu cần phải có nhiều người để mà phục vụ khách hàng đâu. Đấy, nó cho khách hàng tự chạy quảng cáo, nó cho khách hàng tự học, nó cho khách hàng tự dùng, tự đăng bài, rất là tốt, đúng không? Tiếp theo đấy là các cái chiến lược về rich media, tức là chúng ta sử dụng những cái nội dung mà giàu cái tính minh họa. Rich media dịch ra tiếng Việt nó hơi hơi trừu tượng. Media tức là các cái phương tiện truyền thông. Rich là sự giàu có. Thế thì ở đây mình phải dịch là những cái nội dung mà nó giàu cái sự tưởng tượng, nó giàu cái cảm xúc, nó giàu cái tính minh họa, được chưa? Và mình sẽ phát triển những cái nội dung này cho đa kênh, đa nền tảng, phát triển đa định dạng, từ là video, bài viết cho đến các cái cuốn sách, tài liệu đấy, hoặc là truyện tranh vân vân. Thí dụ như là Mobifone hoàn toàn có thể phát triển những con game để cho mọi người chơi, có thể phát triển những cái sách cho đối tượng khách hàng của mình, sách nuôi dạy con cho mẹ bỉm sữa. Tôi lấy thí dụ như thế, hoàn toàn là các bạn có thể xây dựng thương hiệu và các bạn có thể thu hút được khách hàng nhiều hơn, đúng không? Rồi tiếp tục là chiến lược và công nghệ hóa, đúng không? Càng ngày thì công nghệ nó càng cao. Thì chúng ta bây giờ từ 3G lên 4G đến 5G, 6G. Đấy, và trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái công nghệ khác nữa, chúng ta có những cái phần mềm khác nữa. Đấy, phần mềm phục vụ khách hàng, phần mềm phục vụ chăm sóc khách hàng, phần mềm bán, và chúng ta phải có tư duy thiết kế những cái sản phẩm mà có thể bán được phục vụ cho toàn cầu. Đấy, thí dụ như là phần mềm chỉnh sửa video, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, phần mềm tự quay video, phần mềm làm bài giảng, rất rất nhiều những cái phần mềm như vậy thì chúng ta có thể làm. Trong lĩnh vực nhà mạng của chúng ta thì chúng ta cũng liên tục update các công nghệ mới, đúng không? Bảo mật thông tin cho khách hàng, bảo mật cước gọi, bảo mật cuộc gọi, bảo mật tin nhắn, đấy. Những cái thứ đấy là chúng ta phải liên tục cập nhật, đúng không? Và chúng ta cũng sẽ phải tối ưu hóa di động, tức là di động là trên hết, mobile first. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sử dụng điện thoại di động rất nhiều. 95% truy cập vào mạng xã hội bằng điện thoại, 95% truy cập vào web bằng bằng điện thoại. Vì vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là các hình ảnh, các video, các nội dung mà chúng ta xây dựng thì phải hướng tới phục vụ cho khách hàng. Thế thì đối với các người bán hàng của Mobifone thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là các bạn hoàn toàn có thể làm những cái hình ảnh, hoặc là quay những cái video, hoặc là làm phát live stream bằng cách là chúng ta dựng dọc điện thoại lên, chúng ta post hình ảnh dọc bao giờ cũng được tối ưu hơn cho điện thoại. Hoặc là chúng ta viết nội dung thì chúng ta bắn text, hay là chúng ta quay video thì chúng ta bắn text vào, nó sẽ rất là hiệu quả. Cái lượng xem nó sẽ xem lên nhiều hơn, đúng không? Bắn text hay bắn sub đấy, mình gọi là phụ đề đấy. Chúng ta sử dụng marketing tự động, thử sử dụng tự chăm sóc khách hàng, đúng không? Thì tôi biết là Mobifone sử dụng rất nhiều rồi. Thí dụ như gói cước chuẩn bị hết thì nhắn tin, bạn ơi mua gói mới đi, tôi có gói này phù hợp với bạn. Hay là đến ngày đến tháng chưa thanh toán thì nhắc là bạn ơi hãy thanh toán đi,
Đấy, và thậm chí là chủ động dùng AI để gọi để nhắc người ta thanh toán. Đấy, hoặc là cho phép kết nối thẻ 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 điện thoại và cước điện thoại và thẻ thanh toán của khách hàng để cho phép tự thanh toán. Đấy, ví dụ như là nó sẽ link thẳng sang tài khoản ngân hàng và sau đó thì chúng ta thanh toán, hoặc là cài dịch vụ tiền 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 điện tử, tiền điện thoại đúng không, gọi là mobile money. Đấy, mobile money thì các bạn có thể dịch là tiền di động. Đấy, tức là một cái giải pháp ứng dụng thanh toán trên nền tảng di động. Đấy, thì chúng ta có thể là nạp tiền vào đó và sau đó thì chúng ta sẽ thanh toán những cái gói cước của chúng ta đó. Ok, như vậy ý của nó là nó sẽ tự động, automation hoàn toàn tự động và nó rất là nhanh, rất là nhàn đúng không? Rồi. Và tiếp theo đấy là chúng ta quan tâm đến chiến lược phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ. Đấy, hệ sinh thái ở đây là gì? Ví dụ như là chúng ta sẽ phải xem là khách hàng của chúng ta đặt ở giữa làm trung tâm, lấy khách hàng làm trung tâm. Thế thì bây giờ họ có gói cước điện thoại rồi, họ có SMS rồi. Đúng, thì họ sẽ cần những cái gì nữa đúng không? Thì chúng ta sẽ xoay quanh chúng ta làm. Đấy, chúng ta làm phục vụ cho doanh nghiệp, phục vụ cho cá nhân. Trong cá nhân thì bắt đầu từng nhóm, nhóm bỉm sữa riêng, đúng, nhóm học sinh riêng, nhóm sinh viên riêng, nhóm doanh nhân riêng, đấy, nhóm ngôi sao giải trí riêng, thì mình sẽ tạo ra cái hệ sinh thái nó liên kết với nhau, giống như Apple đúng không ạ? Nó có cái hệ sinh thái rất là tốt và chính vì vậy cho nên là Apple nó rất rất là thành công. Đấy, và tại sao người ta đã mua, ví dụ như là của thầy dùng MacBook thì thầy mua iPhone thì thầy muốn mua MacBook, mà đã dùng MacBook với iPhone rồi thì thầy phải sử dụng Apple Watch. Thế máy tính bảng lúc đấy thầy có nhu cầu thì thầy lại phải sử dụng iPad. Thì thầy không thể mua một cái máy tính bảng khác bởi vì nó không đồng bộ nằm trong hệ sinh thái. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta làm. Nhưng mà cái tư duy này là tư duy dành cho cấp chiến lược của công ty nhá. Còn các bạn thì chỉ biết là có sản phẩm như vậy để đi bán thôi. Đúng không? Và lấy khách hàng làm trung tâm. Đúng không? Lấy khách hàng làm trung tâm. Tức là gì? Tức là mọi quyết định, đúng không ạ? Mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi giải pháp và tất cả những điều đó đều hướng tới khách hàng, nâng cao chất lượng, nâng cao dịch vụ và làm thỏa mãn nhiều hơn nữa, làm hài lòng nhiều hơn nữa và thậm chí là vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng, giống như là Donald Trump đã nói, có đúng không ạ? Đấy là một vài cái lời khuyên. Đây là cái sơ đồ của cái chiến lược lấy khách hàng trung tâm của Apple đúng không? Trước đây thì Apple cũng đã xây dựng mô hình kinh doanh là sản phẩm riêng, kênh phân phối riêng và khách hàng riêng. Đấy. Thế sau này thì Apple đã xây dựng một cái mô hình hoàn toàn mới, đúng không ạ? Đặt khách hàng ở giữa, sau đó là các dịch vụ, lớp thứ nhất, lớp sản phẩm thứ nhất là dịch vụ service, gồm có âm nhạc này, ứng dụng này, đấy, rồi TV này, bản đồ này, đấy, rồi thì đám mây này, đấy, rồi thì bây giờ thì rất nhiều các ứng dụng khác. Thì riêng doanh thu từ các ứng dụng, các phần mềm như iCloud thì là kiếm rất nhiều. Riêng bán iCloud thôi là Apple đã thu được khoảng 5 tỷ đô doanh thu, rất là lớn. Thế thì chúng ta Mobifone hoàn toàn có thể bắt chước đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có thể là cho phép lưu đám mây đấy, của các mobile thuê bao Mobifone, khi họ chụp ảnh họ sẽ lưu ảnh ở trên trên đám mây trên điện thoại và mình cũng có thể kiếm được vài đô một tháng giống như Apple đang kiếm. Thế còn về sản phẩm đúng không? Thì bắt đầu là nó có iPhone này, nó có tai nghe Apple, iPod này, đấy, rồi nó có Apple TV này, có Apple Watch này, có loa này, đấy, rồi có tablet này, đúng không ạ? Đấy, rồi thì có những cái sản phẩm như là máy tính, đúng không ạ? Máy tính cá nhân, rồi máy tính để bàn, Apple nó cũng thiết kế máy tính để bàn rất đẹp, iMac, vân vân. Thế thì và chúng ta thấy rằng là kênh bán hàng, kênh phân phối lúc này là gì, nhất là cái dịch vụ đúng không ạ, nó sẽ hoàn toàn tự động hết. Thí dụ như đầy iCloud, bắt đầu nó báo iCloud của mày đầy, mua đi, bấm nút mua phát nạp thẻ vào, người tiêu dùng tự nạp thẻ, bấm phát nó tự thanh toán. Như vậy đấy gọi là tự động, như vậy đấy gọi là self service, tức là tự phục vụ. Như vậy đấy gọi là biến các cái phần cứng thành thành cái thiết bị phương tiện bán hàng. Thì cái chiến lược này nếu mà Mobifone các sếp mà có muốn nghe thêm thì có thể trao đổi sau. Thế còn chiến lược này thì đối với những người bán hàng, cộng tác viên, đại lý thì có thể là tham khảo để cho nó biết thêm. Cái chiến lược này nó là cái chiến lược dành cho cái cấp cao đúng không?
Đây là hệ sinh thái. Chúng ta thấy là khi mà các hệ sinh thái nó càng ngày nó càng phức tạp, đan xen đan chéo vào nhau, thì cái sự rời bỏ của khách hàng đối với một hệ sinh thái là rất khó, là rất khó. Thí dụ như là Microsoft thì nó cứ mạnh về hệ điều hành và bộ Office, thế là cứ dùng bộ Office là từ lúc bé cho đến lúc lớn là đến sao quen là phải dùng. Bằng chứng là trên 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 Apple, đúng không ạ, thiết bị Apple là có bộ Office riêng, nó gọi là Number, đấy là Excel đấy, tương đương đấy, Writer tức là Word và Keynote đấy là PowerPoint, nhưng mà gần như tôi cũng không dùng bởi vì là tôi lại phải đi mua Office để tôi cài. Đấy là cái sự cái thói quen, đấy, cái sự phụ thuộc, đúng không ạ, không sang sản phẩm rồi vẫn không thoát được. Thì chúng ta hãy học những cái tư duy như vậy, đúng không ạ, chúng ta xây dựng một hệ sinh thái rồi chiến lược đi theo những gã khổng lồ, tức là trên thế giới nó làm thế nào thì mình làm theo, đúng không? Thí dụ như là mình là nhà mạng, bây giờ AT&T họ làm thế nào, đấy là những cái biểu tượng trong ngành thì mình có thể là tham khảo bắt chước, đúng không? Hay là những cái mạng như là T-Mobile, đúng không ạ? Hay là đấy là nhà mạng của Mỹ, hay một số nhà mạng của châu Âu, đấy. Và dần dần thì cái chiến lược của mình chuyển đổi nó rộng hơn, đúng không ạ? Nó số hóa nhiều hơn, nó chuyển đổi số mạnh hơn. Hoặc là một cái chiến lược nữa là chiến lược sao chép nhưng mà lại làm tốt hơn, đúng không? Ví dụ như là mình thấy đối thủ ra như này, mình cũng ra, nhưng mà chất lượng tốt hơn và giá thành rẻ hơn. Giá thành rẻ hơn. Đấy. Ví dụ như Facebook là nó đi sao chép tất cả những cái tính năng của Snapchat, nó sao chép của TikTok, đúng không? Nó sao chép của những cái công cụ khác. Đấy. Và nó đưa vào sản phẩm của nó. Đấy, có thể là khách hàng cũng không thích lắm đâu, nhưng mà đó là một cái phương án không tồi. Đấy. Thì đây là một số những cái chiến lược mà rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, rất là tốt. Thì chúng ta có thể nghiên cứu và chúng ta có thể ứng dụng trong doanh nghiệp, trong mô hình kinh doanh và trong cửa hàng, những đại lý của chúng ta. Được chưa ạ? Vâng. Và ở đây thì có một số những cái công cụ tương tác với Digital Marketing. Thì cái slide này tôi cũng đã trình bày trong một cái video khác. Và đó là tôi đã nói về các cái công cụ Digital Marketing cơ bản. Đấy. Thí dụ như Facebook, Google, Zalo, TikTok, YouTube, web, báo chí, SEO, đúng không ạ? Email, truyền hình, rồi content marketing, đúng không ạ? Rồi thì các cái ứng dụng hỗ trợ cho truyền thông, quảng cáo, lắng nghe mạng xã hội, rồi thì đo lường, đánh giá hiệu quả. Đấy, đấy là trong nước. Thế còn nước ngoài thì có những cái sàn thương mại điện tử B2B, B2C, đấy, rồi thì các cái trang Alibaba, B2B, đúng không ạ, Amazon, B2C, đúng không ạ, App Store, vân vân. Thì hoặc là App Store thì chúng ta có thể là quảng cáo ứng dụng của chúng ta. Nếu mà Mobifone muốn tăng cái lượt cài đặt cho My Mobifone lên, hoặc là tăng cái lượt cài đặt cho Mobifone Money, ví dụ thế, thì các bạn có thể sử dụng App Store hoặc là CH Play, đúng không ạ? Và chúng ta có thể chạy quảng cáo cho App Store, vân vân. Thì đây là một số những cái vấn đề mà chúng ta đã thảo luận rất là rõ rồi. Đấy. Hoặc là các cái thứ tự đóng góp của nó nha. Vâng. Thì tôi xin phép được kết thúc cái video này tại đây. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video này, và xin chúc các anh chị và các bạn đã trở thành những người bán hàng chuyên nghiệp và kiếm được nhiều tiền và thành công với con đường mà các anh chị đã lựa chọn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là có yêu cầu nào thì xin vui lòng liên hệ với Mobifone hoặc trực tiếp là giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Xin trân trọng cảm ơn.